mà đại ca đang giã làm cỏ bánh mọi người ạ. Nghe không ổn lắm. Nhìn nó Plet lạt lắm. Không biết là có ổn không ấy. Quả chuối đang rất là ngon quá đại ca đâm này. Trông Plet lạt. Bánh chuối là thường người ta làm bánh chuối ấy, là để cả quả. Xong rồi lớp bánh ở ngoài. Đây mình đi giã cả là. Không biết là nó có ổn không. Thử xem thôi. Các bạn là tại nhà chán quá. Bỏ mãi trong tủ lạnh được một mình. Cái chuối này mà thái ra phơi nắng hay là rán ăn đều ngon lắm mọi người ạ. Phơi nắng. Ở trong cốc chè người ta hay có chuối khô ăn ngon. Mình nghiện mọi người. Ra được chuyện này. Bây giờ sẽ tiến hành để nó mềm quá, thế nên là mình phải cho thêm bột vào. Cho thêm bột. Trứng giòn luôn. Để cho nó thành như kiểu một dạng bánh ấy. Thế chứ anh em mình làm bánh chuối là dùng bột gì anh ạ? Bánh chuối là bột ở ngoài, chuối ở trong. Nhưng mà đây là làm một con lối thoát. Dính kinh điển. Ôi. Cái món ăn kia là ra bao nhiêu đồ kia vào đây. Thằng nhào thôi. Nó dính nhiều. Đưa đi. Nữa. Mà chó. Dính lắm mọi người ạ, cái chuối này nó Nát ra phê lên phá lạn đấy. Thảo mà Canada thật đấy. Có thành công không? Em chỉ sợ là nó dính vào trong nó bị biệt ra ấy. Cho đi. Đấy, đừng lăn ra. Khả năng được ấy, em thấy nó quên quên trần rồi. Như thành chỉ lam. Chỉ lam lên con chó đúng rồi. Đấy. Đây. Cho vào đây. Chấm phủ đi. Nó không dính. Dính. Em dính lưng tưng luôn. Không, thấy gì? Em nghĩ phải lộn lại. Phải nhét bột chuối vào bên trong con này nghe còn hợp lý hơn. Anh cũng định nhét nhưng mà sợ không chín. Chín đấy. Hả? Tại vì mình cho trao dầu mà. Chín à? Ok. Nếu mà cho cái bột này bên ngoài con mực ấy thì bây giờ nó sẽ làm chuyển thành làm món chuối không lối thoát. Anh em nhé. Nhét vào không khó. Tại vì nó dính quá. Mày cầm cái này lên để anh kéo cái tay lên ra. Đấy. Chuối không lối thoát. À, như này nhá. Dính quá mọi người ạ. Ok. Nhét
chuối vào trong con mực. Không làm được. Món này thì làm món kia. Anh em nhé, bánh chuối rồi anh em đi chuối. Phôi mọi người ạ. Món bánh mực của anh em mình bắt đầu chiên nhá. Ui. Mấy hôm ướt nên củi nó bị hơi bị ẩm mọi người ạ. Cháy nó không nổ. Này nghe không ok lắm đâu mọi người. Nó phòi hết ra rồi. Càng đấy nó càng phòi. Hay là phải châm kim anh nhỉ? Đây đây, có cái gai này châm luôn. Chọc cái luôn. Gai lên đây. Gai châm nó ra nhé mọi người nhé. Đây à. Nhưng mà mũi dao rồi. Châm cũng thế thôi kệ, không phải châm. Đúng rồi, ăn nó mới ngọt. Đây là món mực luộc, luộc mỡ. À, lươn mực, à, mực gì nhỉ? Mực chuối, không phải mực trứng à. Ui anh ơi, nó đã bắt đầu chuyển màu đỏ rồi. Khả năng là đẹp đấy. Đây này, mọi người này, nhìn cái mực đang bắt đầu chuyển màu đỏ chưa chị trời. Nhanh chín mà. Ấy. Ây, vẫn ngon, vẫn ngon. Lật lật lấy muôi đây để lật. Đó, à. Đưa 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 anh lật đâu. Ui dính, chết mẹ luôn. Cãi anh cha vào trước, bữa nay là chưa sôi anh đã cha. Ui. Ui. Phỏi hết cả trứng rồi. Mực trứng chuối. Ủa. Chuối này thì có ui được, đệ nó thôi. Phỏi hết rồi, là phải phỏi hết rồi mọi người ạ. À? Lại phỏi tiếp này, lại phỏi tiếp. Bên trong nó có vị ngọt của chuối ấy, mực ấy. Ừ, lại phỏi tiếp. Thôi kệ nó thôi, chả biết làm nào cả. Lật cái chuối này đi. Lật được, nó bùng nhùng bùng nhùng nên nó phải khô, cái chuối nó phải khô. Kệ đó, hả? Ra nó ra thành bánh luôn. Ra thành bánh luôn đấy. Hả? À, đầu mực thành đầu mực luôn. Ok nhá mọi người nhá, món bánh chuối của anh em mình hoàn thành rồi nhá. À đâu? Ui, món này phải gọi là món mực chuối. Đấy, rau này. Đấy, mực này. Ui à. Gạch. Đấy. Trứng của con mực trứng, đấy. Trứng, trứng. Đây, làm tí chuối xem là ngon không. Cái phần đáy đáy ấy, nó mới chín nát anh ạ. Đấy, mình giữ, giữ cái này. Giữ được. Đấy. Cái phần chuối nó phòi ra này, nhiều không? Đấy, lấy một ít nha. Ơ! Ghê gớm, ghê gớm. Chắc là ăn luôn đấy. Làm tí chuối. Bánh chuối đấy. Nào lật lên tí nữa để ăn. Để ăn tiếp tục, chuyển sang ăn chuối. Rồi. Ok, cái phần này cứ để đây, tự nó chín nhá mọi người nhá. Giờ sẽ sang thưởng thức cái món này chưa? Đây. Ok nhá mọi người nhá. Món mực của anh em mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ sẽ được đặt vào cái nước này, cắt ra. Cắt miếng ra. Ủa, nhưng mà chuối trong này nghe không ăn thua sao? Thử xem bên trong nó có chín không nhá mọi người nhá. Bên ngoài thì quá là chín luôn. Ui. Đấy. Mực chuối. Như chuối như thế này là
hơi ấm ấm như thế này mới là ngon này. Mình sẽ thử miếng này trước nhá. Thử miếng bánh chuối này trước nhá. Nhìn nó không được đẹp nhưng mà mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon cực. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon. Mình chiều chiều này đói. Đây mới đúng là bánh chuối này. Ngon. Ngon lắm mọi người không? Thử phần mực chuối. Đang đói. Ăn cả mực lẫn chuối nhá. Chấm vào sữa. Ngon lắm. Mình nghĩ là nên ăn riêng. Thế thì mình nghĩ là mình không cần thử nữa. Ăn từng loại một đây nè. Bánh chuối ăn ra bánh chuối, trứng mực ăn ra mực, nó sẽ ngon hơn nhiều. Mực vẫn rất là ngon nhá. Vẫn rất là giòn. Cho em miếng. Rồi. Mặc dù để tủ đã một miếng dày, lâu rồi. Dày khộp luôn rồi ạ. Chấm mắm á. Mặc dù để tủ rất là lâu rồi nhưng mà vẫn rất là ngon. Chuối ngọt lắm, mình thích khoai bánh chuối lắm. Mực giòn ngọt. Ngày trước mà hay đi học ở cổng trường có bánh chuối ấy, hôm nào mình cũng ăn. Bánh chuối người ta làm á, là một quả chuối để bẹp 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 một tí, cắt đôi xong bọc bột mì bên ngoài ăn. Mình toàn ăn chuối rán không, mình bắt bọc bột mì ăn chán rồi. Mình ăn chuối không ở trong ngon, nhưng mà có mực chuối này thì ăn mực xong ăn chuối hoặc là ăn chuối xong ăn mực thì ngon hơn. Còn ăn cả hai vào một bên thì ngọt, chuối thì bánh chuối thì nó ngọt rồi, một bên thì nó lại giòn giòn, nó không hợp vị. Rau chiên lên thì nó lại bị dai lắm. Cho em xin một cái. Cái đuôi nó vẫn rất là dài. Giả thử một cái dâu nha mọi người nha. Dài nhất mọi người ạ. Dài. Không ngon bằng cái phần thân. Phần thân nó ăn làm sao giòn hơn. Thân giòn. Lắm thịt. Phần mực này thì phần đuôi thì càng ngon. Mực này vẫn là cái mực mà mua anh em bán rong đấy, mực Thanh Hóa bán rong đấy, ngon hơn mực siêu thị mọi người ạ. Trăm năm mươi nghìn một cân. Vâng. Rồi. Với hải sản thì cái món mực vẫn là cái món đắt cả nhất. Vì nó rẻ và nó ngon. Nhưng với hải sản thì có tôm hùm thì nó đắt. Nhưng mà nhiều khi ăn tôm hùm hay ngấy, kiểu phải tôm hùm với cua, ngấy tôm hùm ra lắm, đặc biệt là tôm hùm bông. Ngon. Chiều chiều này ra đây mất mát ăn, đợi ngon lắm. Mát thế. Đấy, này, mai mình sẽ làm cái món sashimi mực này nhá. Mực này thì nó không. Thật đấy, mai á làm món phải mua được cái lúc anh được 10 bao không? Ơi, không cần, mình đường nào sashimi chả làm lạnh. Làm lạnh, cắt mỏng đi. Cắt mỏng đi làm theo kiểu làm theo kiểu mực mà, nhưng mà làm theo kiểu gọi cá ba bì. Anh không biết được ngon đâu nhỉ? Mực. Buổi sẽ là mực. Nhưng mà tất cả những gia vị phụ gia khác sẽ là đồ của quả cá ba vị nhá mọi người nhá, để xem là nó đông tây kết hợp nó có ngon lắm, ngon hơn không.